Chào các bạn, kể từ khi người Mỹ tham chiến tại Việt Nam, họ đã mang đến chiến trường này tất cả những gì là tinh hoa nhất của nhân loại. Những loại vũ khí công nghệ cao là niềm tự hào của người Mỹ một thời. Tại đây đã diễn ra chiến dịch 81 ngày đêm, một trận đấu pháo binh lớn nhất trong lịch sử nước ta. Về cường độ và quy mô của nó, để làm chủ được tình hình, người Mỹ đã đưa đến đây con mãnh thú vô cùng ghê gớm, được mệnh danh là vua của chiến trường. Một cuộc chiến ác liệt đã đi vào lịch sử nước ta nói riêng và thế giới nói chung như một kiệt tác của nghệ thuật quân sự, với những chiến công vẻ vang oanh liệt của quân và dân ta mà có làm mơ người Mỹ cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Để hôm nay chúng ta hãy cùng sống lại với 81 ngày đêm bão lửa tại thành cổ Quảng Trị, để thấy được sự đáng sợ và uy lực của vũ khí và cuộc chiến ngoan cường bất khuất của quân và dân ta. Bối cảnh lịch sử: những thắng lợi về quân sự, chính trị, ngoại giao của nhân dân miền Nam từ năm 1969 đến năm 1971 đã góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch theo chiều hướng ngày càng có lợi cho các lực lượng cách mạng Đông Dương và bất lợi cho Mỹ Ngụy. Trong khi đó, sau khi Mỹ tuyên bố chấm dứt ném bom không điều kiện vào ngày 1 tháng 11 năm 1968, miền Bắc đã tranh thủ thời gian hòa bình, ra sức khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh, ổn định tình hình, tiếp tục chi viện sức người và sức của cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thân yêu. Tình hình thế giới có nhiều thay đổi, làn sóng phản đối chiến tranh ủng hộ nhân dân Việt Nam ngày càng dâng cao ngay trong lòng nước Mỹ, làm chính quyền Mỹ chao đảo trước tình thế mới có lợi cho ta về mọi mặt. Đây là lúc cần có một điểm nhấn quan trọng làm thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường và thui chột đi những cái đầu lạnh của các chính khách Mỹ. Chiến dịch mùa hè đỏ lửa Quảng Trị đầu năm 1972 chính thức ra đời. Điểm mấu chốt của chiến dịch là đập tan cứ điểm 241, con át chủ bài của chế độ Việt Nam Cộng Hòa dưới sự hậu thuẫn của người Mỹ. Cứ điểm 241 Cà Đoàn, một pháo đài bất khả xâm phạm. Vào những năm 1970-1971, cao điểm 241 hay còn gọi là căn cứ Cà Đoàn là căn cứ hỏa lực mạnh nhất theo hệ thống phòng thủ đường 9 và là mắt xích chủ yếu trong hàng rào phòng thủ McNamara của quân đội Sài Gòn nằm ở Quảng Trị. Xung quanh nó là các cao điểm động toàn 544, hỏa lực hỗ trợ với số lượng pháo lên đến 32 khẩu. Riêng cao điểm 241 có tới một trung đoàn bộ binh và một binh đoàn tăng thiết giáp bao gồm 20 khẩu pháo, trong đó có 12 khẩu 105mm và đặc biệt là các khẩu pháo 175mm được mệnh danh là vua chiến trường, với tầm bắn trên 30km và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Làm ở độ cao 241 so với mực nước biển nên có tầm quan sát rộng kết hợp với hàng rào điện tử McNamara. Đây được xem là một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm, là niềm tự hào về công nghệ của người Mỹ, sức mạnh đáng sợ của vua chiến trường, con mãnh thú bất khả chiến bại. Vua chiến trường là loại pháo tự hành tầm xa 107 cỡ lòng 175mm do Mỹ thiết kế và sản xuất cho nhiệm vụ pháo kích mục tiêu cấp chiến lược, làm ở hậu phương quân địch, kho xăng, nhà ga, sân bay, trung tâm chỉ huy. Vua chiến trường M107 có chiều dài tổng thể 11,25m, rộng 3,15m, cao 4,47m, trọng lượng chiến đấu toàn tải 28,2 tấn. M107 thiết kế với khẩu pháo lòng xoắn M113 cỡ 175mm đặt trên không giá đỡ M158. Pháo có tốc độ bắn chỉ một viên một phút nhưng tầm bắn xa tới 40km. Pháo tự hành M107 chỉ được sản xuất hai loại đạn: đạn nổ mạnh M437 nặng 66,6kg với bán kính sát thương hơn 50m và đạn hạt nhân 15kiloton lòng dài đến 9,15m. M107 được Việt Nam Cộng Hòa sơn chữ sấm sét và vua chiến trường trên lòng pháo nhằm phô trương sức mạnh của nó. Vì đạn pháo có kích cỡ rất lớn, trọng lượng nặng nên số đạn dự trữ lớn nhất trong xe chỉ có 2 viên. Trong chiến đấu, M107 cần phải xe tải đạn M548 đi kèm. Ngoài ra, khi triển khai bắn thì gầu mốc đất ở đằng sau đuôi xe phải hạ cắm chặt xuống đất để đảm bảo pháo không bị trượt ra sau khi bắn. Khẩu đội pháo M107 cần tới 13 người. Ngày 22 tháng 2 năm 1967, pháo địch từ bờ Nam bắn sang bờ Bắc sông Bến Hải, gây nhiều tội ác với nhân dân ta. Chúng còn bắn cả loại đạn mang theo truyền đơn với hình khẩu pháo 175 với lời thách thức ngạo mạn. Trận đấu pháo kinh điển nhất lịch sử Việt Nam và sự thất bại của vua chiến trường, đấu pháo cấp chiến dịch đã trở thành một phần quan trọng của chiến tranh từ nửa cuối thế kỷ 20. Các chiến dịch quân sự lớn đều mở màn bằng những cuộc đấu pháo khủng khiếp. Bên nào giành chiến thắng trong cuộc đấu pháo này gần như lắm cơ hội giành chiến thắng toàn cuộc. Đối thủ có thể chống lại vua chiến trường M107
là pháo tự hành M46-130mm do Liên Xô sản xuất. M46-130mm là loại pháo kéo xe lòng dài và mỏng, được đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô từ năm 1954. Ngay thời điểm nó ra đời, không một loại pháo mặt đất nào đủ sức độ về tầm bắn. M46 là loại pháo lòng súng dài và mỏng, bắn góc thấp, cho phép tầm bắn xa có thể tới 27,5 km đến 38 km nếu dùng đạn pháo tăng tầm. Pháo cũng có khả năng chống tăng cực kỳ lợi hại khi bắn trực tiếp với khả năng xuyên giáp đáng kinh ngạc. Đặc biệt, pháo được trang bị hệ thống hồng ngoại nhìn đêm để hỗ trợ khả năng bắn trực tiếp. Vào lúc 11:30 ngày 30 tháng 3 năm 1972, toàn bộ trung đoàn pháo Bông Lau với khoảng 30 khẩu pháo M46-130mm cùng các loại pháo tự hành khác chính thức khai hỏa mãnh liệt vào cứ điểm Cà Đồn của trung đoàn 56, vào căn cứ Mai Lộc của lữ đoàn lính thủy đánh bộ 147, đồng thời ngăn chặn sự chi viện từ các căn cứ quanh vùng. M107-175mm tuy có tầm bắn xa, hỏa lực mạnh nhưng tốc độ bắn lại quá chậm và không có khả năng bắn gián tiếp. Trong khi đó, M46-130mm tầm bắn tương đương M107 nhưng tốc độ bắn nhanh hơn rất nhiều, tốc độ bắn trung bình 5 phát một phút, tối đa 8 phát một phút. Mới đấu pháo tay đôi, tốc độ bắn nhanh và chính xác là nhân tố quyết định, cùng với đó là tính cơ động và lối đánh táo bạo, thọc sâu chọc thủng phòng tuyến địch đã tạo nên uy thế rất lớn của pháo binh M46-130mm. Lợi thế về tầm xa uy lực mạnh của vua chiến trường gần như bị chế ngự hoàn toàn. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, bầu trời mây mù che khuất, đến gần trưa mới hừng nắng, M46-130 của ta vẫn lạnh lùng khạc lửa đánh phá mãnh liệt vào đầu lão chỉ huy và những cụm hỏa lực chính, dìm đầu pháo địch, khiến cho cả dàn pháo hiện đại đủ loại của chúng không ngóc đầu lên được. Bộ máy chiến đấu khổng lồ tại cứ điểm 241 rệu rã tê liệt, căn cứ 241 Cà Giòn lâm vào nguy cơ bị tiêu diệt, và trước sự tan rã nhanh chóng của các căn cứ tiểu liên không còn con đường nào thoát, bộ chỉ huy của căn cứ Cà Đồn 241 đã chịu chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Sau trận đánh, ta thu giữ rất nhiều trang thiết bị vũ khí địch, đặc biệt là 4 khẩu vua chiến trường vẫn còn vận hành tốt, chưa kể các khẩu pháo bị M46 phá hủy. Có thể nói, trận đánh cứ điểm 241 đã tạo ra một kỷ nguyên mới về nghệ thuật chiến đấu pháo binh còn non trẻ của quân đội ta, là một đợt tập dượt vô cùng quan trọng, mở màn cho những trận đánh lớn quyết định trong cuộc chiến giải phóng dân tộc năm 1975 được thành công rực rỡ.